Hello everyone, welcome back to my channel. Stars again go. First it's okay, let's go. So Rico. Một nơi khác đây. Okay.
Okay, rebuild rushing. Let's go. So, okay, Russ Lariba. Let's go. Right.
Sera, klasik. Nằm phun hết rồi. Ok. Có vượt qua được anh chàng này không? Mình sẽ thử sức xem. Sarah Racing Chu. We'll be right back.
Okay. Was? S plus. Đi phân ra. Wow. Map này thì đua nó hơi khó một chút. Nếu các bạn cẩn thận thì sẽ đâm vào tường ngay. Luôn bánh cho này, ok. Tăng tốc độ tiếp. Tiếp tục. Không đủ lực rồi. Đâm bánh cho số 1. For speed, no limit. Ở đây thì mình sẽ chọn xe nào đây? Xe này mới đây. Chiếc xe này các bạn có thể nâng cấp thêm. Khi nâng cấp thêm thì chiếc xe sẽ đi nhanh lên khá là nhiều.
Rest my door. Go on, say again. Thì mình sẽ nâng cấp thêm. Tôi sẽ phải lên nâng luôn 3 cái đi. Ok, let's go. Wow. Rồi, dần dần sẽ lên top 1 và top 2. Ở nâng cấp này đi, Mark. Ok. Wow, vụ xe xong rồi. Đã luôn. Tục đâu. Lần này thì mình sẽ điều khiển thật chậm, cố gắng làm sao để không bị đâm vào cái gì. Lúc đó thì mới có cơ hội để giành chiến thắng. Ok. Chiếc xe đã nâng cấp lên Max rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục. Chiếc xe có vẻ khá là nhanh này. Let's go. Cho mình cũng phải khá yếu, nó có va chạm cùng.
go. So let's go. Như kiểu là một nhiệm vụ. Các bạn đến nhận nhiệm vụ và làm theo. Tổng là 225 km và mình đã đi được nửa đường rồi, gần nửa đường rồi. Con đường khá là xa.
Xe của tôi điều này cũng hơi khó một chút các bạn nhé, tăng tốc vào. Trên rồi, theo con đường như thế này thì mình sẽ phải vòng ở đây trước. Hoàn thành được nhiệm vụ, các bạn sẽ được tiền. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở fast này. Thank you.
Okay, breathe. Breathe, bro. Let's go. Dear passengers, the bus has just arrived. Please check your luggages and take your seat. Đường này cũng khá là dài các bạn nhá. Đây là một chặng đường về quê. Đây như là một chặng đường lên dốc. Chọn đi qua. Chàng kia đến chạm mình, láo thật, rõ là mình đã đi trước rồi. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.